Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình tin tức phát hình live của Lido Sài Gòn TV cùng Lê Thái và Thanh Mai và thưa quý vị ngày hôm nay là ngày thứ hai ngày 20 tây tháng 12 xin gửi lời chào tới Lê Thái Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả và em xin chào chị xứng quân viên Thanh Mai đang đợi hỏi có khỏe hay không yeah. mà sao không hỏi gì hết Dạ, yeah, hôm nay đổi ngược lại đi chị hỏi em đi how are you dạ vâng uh, cảm ơn chị Thanh Mai uh, em vẫn khỏe chị Thanh Mai khỏe không nè À, Thanh Mai hơi hơi mệt chút thưa quý vị là tại vì chạy tới đây kẹt xe quá trời luôn mà Thanh Mai rất là sợ bị trễ mà chỉ còn có một phút nữa để mà lên TV thôi thành ra là mới vừa bỏ cái microphone vô thì Lê Thái nói là chị ơi còn có một phút thôi chị ráng chị lẹ nha bởi vì những cái ngày lễ mà Thanh Mai sợ lắm thưa quý vị rất là sợ đi trễ nhưng mà vẫn đẹp em thấy vẫn rất là đẹp à, không, không có một, một cái chút xíu gì, gì lỗi ở trên khuôn mặt cũng như là trên mái tóc hay là đồ đạc mặt gì nó rất là đẹp à, và quý vị cũng biết là miền nam cali mà nhất là cái khu bô xa mà trong những cái ngày mà cận những cái ngày lễ lớn á, ừ. thì đường xa lúc nào cũng vậy hết Đúng và thăm mai mà đi từ cái chỗ làm về đây cũng là một khu đoạn đường rất là xa Thành ra nếu như mà chị đến đây kịp giờ là em đã mừng lắm rồi rất là mừng rồi không có cần phải mà đến sớm hơn gì đâu đối với em lại là mừng đọc một mình rất là buồn thưa quý vị mà đọc có thăm mai thì bữa nào mà có thăm mai thì cái không khí cái giờ đọc tin của Lê Thái với lại Thanh Mai nó vui hơn Ừ, đúng đó là rồi, đó, mà thưa quý chắc. vị, nhưng mà nói Lê Thái nói vậy chứ Thanh Mai vẫn còn rung cập cập thôi quý vị là tại vì mỗi lần mà trễ đó lên trên đây rồi ngồi hồi hộp lắm là tại vì cứ sợ là bị không có đủ giờ nhưng mà ngày hôm nay thì cũng on time thôi quý vị và sau đây thì mời quý vị cùng chúng tôi bước vào phần tin chính của phần tin Việt Nam xếp công ty Việt Á bị khởi tố nhiều người liên quan các địa phương lên tiếng về vụ thông đồng thổi giá kit test Covid-19 của Việt Á. Một người Việt chết vì chìm xuồng trên đường sang Anh trái phép. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cùng sứ môn viên Thầm mây Cảm ơn Lê Thái thưa quý vị tin Việt Nam cũng cho biết thì ông Phan Quốc Việt là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á bị khởi tố với cáo buộc nâng khống giá khí xét nghiệm COVID-19. Cũng theo VN Express thì ngày hôm 18 tháng 12, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã khởi tố ông Việt cùng một số thuộc cấp để mà làm rõ nghi vấn phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh trên, Bộ Công an cũng khởi tố ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương và một số thuộc cấp. Tin cũng cho biết vào tháng 4 năm 2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Tới ngày hôm nay, doanh nghiệp đã cung ứng kit cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành phố và doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, tức là 172 triệu. Với CDC Hải Dương thì Việt Á đã có 5 hợp đồng với Hải Dương, tổng giá trị 151 tỷ đồng, tức là 6.5 triệu. Giám đốc CDC Hải Dương nhận tiền hoa hồng ngoài hợp đồng gần 30 tỷ đồng. Công an điều tra mở rộng với các cá nhân, đơn vị liên quan để mà làm rõ yếu tố tư lợi và rà soát, kê biên và tài sản. Trước đó, trả lời báo chí, thì ông Việt cũng cho hay Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu và giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho bộ sản phẩm xét nghiệm COVID-19. Bộ kit này do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp sản xuất. Theo chứng nhận, bộ kit có thể bán tự do ở tất cả quốc gia thành viên của khu vực kinh tế châu Âu bao gồm cả Anh. Tin cho hay từ Bộ Y tế Học và Công nghệ đăng tải tháng 4 năm 2020, Tuy nhiên, bản tin bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận trên trang nhà của Bộ Khoa học và Công nghệ đã bị gỡ bỏ ngày hôm 20 tháng 12 tức là ngày hôm nay sau khi tin tức về các vụ điều tra bắt giữ được loan tải và tiếp đó thì báo chí trong nước lại đưa tin và bộ xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR, uh, PCR, thưa quý vị của công ty Việt Á chưa từng được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận nhưng mà họ từng tuyên bố. Giải thích về vấn đề này thì ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cũng thừa nhận. Bộ chưa xem xét kỹ lưỡng thông tin phản hồi của WHO về bộ kit test của công ty Việt Á. Thực chất thì WHO mới chỉ được chấp thuận đưa kit test vào quy trình đánh giá xếp xử sử dụng, chứ không phải chấp thuận sử dụng. Và đây là sơ xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ dư luận trong nước đang tỏ ra phẫn nộ với những thông tin liên quan tới vụ việc này nhất là khi tất cả những kẻ liên quan đều đầu cơ trục lợi trên trên mạng và sức khỏe của người dân trong cơn đại dịch này. trong khi đó thì cũng liên quan đến việc thổi giá kit ra xét nghiệm covid-19 của công ty Việt Á. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương, bao gồm Hà Nội, Sài Gòn, Hải Dương, Thiều Thương Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An và triệu tập ghi lời khai trên 30 người có liên quan. Theo Bộ Công an, công ty Việt Á đã bán kit xét nghiệm cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị là 151 tỷ đồng, tương đương là 6.5 triệu Mỹ Kim. Trong đó, Giám đốc của CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến được chi tiền phần trăm 30 tỷ đồng, khoảng 1.3 triệu Mỹ Kim. Sau khi những sai phạm tại CDC Hải Dương được công bố, câu hỏi mà dư luận đặt ra là tại các địa phương khác có xảy ra tình trạng móc ngoặt để thổi giá kit xét nghiệm hay không? Theo báo tuổi trẻ, ông Thương Quang Việt, phó giám đốc CDC Hà Nội cho rằng, Hà Nội không mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Ông này cho biết trong năm 2020 và năm 2021, CDC Hà Nội chủ yếu nhận kết xét nghiệm từ nguồn tài trợ. Tuy nhiên, trong đó có những nhà tài trợ mua các bộ sinh phẩm của công ty Việt Á. Trong khi đó, ông Huỳnh Minh Phúc, giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, cho biết tỉnh này có 4 đơn vị đã mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á và việc mua sắm đều phải được thông qua Sở Tài chính thẩm định. Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, ông Huỳnh Hữu Dũng, giám đốc CDC Long An, đơn vị mua nhiều kit xét nghiệm nhất tại tỉnh này, nói rằng Việt Á là đơn vị cung cấp kit gần như độc quyền tại Việt Nam, nên đơn vị nào có máy PCR lúc đó cũng mua kit của công ty này theo đúng mức giá mà Bộ Y tế quy định. Cũng theo tin báo của tuổi trẻ, Cần Thơ khẳng định không mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á, nhưng CDC Cần Thơ lại có một hợp đồng mua bộ trang thiết bị chẩn đoán COVID-19 của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học hợp nhất. Thưa quý vị, với giá trị à, chỉ định đấu thầu là 367.500 đồng một kit và tổng khối lượng mua gần 20.000 bộ, khoảng 35.000 Mỹ Kim. Trong phần xuất xứ thì nhãn mát sản phẩm ghi tên xuất xứ là Việt Á, Việt Nam. Tương tự thì Sở Y tế của Quảng Nam cho biết hoàn toàn không liên quan đến việc mua kích xét nghiệm của công ty Việt Á. Nhưng thời điểm bùng dịch tháng 7 năm 2020, công ty Việt Á có cho Quảng Nam mượn 3 máy xét nghiệm Real-Time PCR tự động đặt tại CDC của tỉnh Quảng Nam vào đầu tháng 2 năm 2021, tỉnh này đã hoàn trả 3 hệ thống máy này cho công ty Việt Á. Một người đàn ông Việt Nam ngụ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã tử vong trong vụ chìm xuồng ở eo biển khi đang trên đường từ Pháp sang Anh lao động trái phép. Theo VN Express, nạn nhân là anh Lê Văn Hậu, 29 tuổi, ở Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Vợ của nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết vì cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng vay mượn 300 triệu đồng khoảng 14.000 đô la để sang Ba Lan lao động. Ngày 18 tháng 11, anh Hậu bay tới Ba Lan và nói với gia đình sẽ tiếp tục di chuyển tới Pháp. Sáng ngày 24 tháng 11, anh Hậu nhắn tin cho vợ nói rằng anh bắt đầu khởi hành đi Pháp. Sau đó, gia đình đặt được tin và cùng ngày 24 tháng 11, một xuồng cao su chở nhóm người di cư trái phép từ Pháp sang Anh bị lật trên eo biển Manche, khiến 27 người bị thiệt mạng. Tới ngày 17 tháng 12, cảnh sát Pháp thông báo có một nạn nhân người Việt thiệt mạng là anh Lê Văn Hậu. Hiện gia đình nạn nhân chỉ còn mong mỏi được nhận cho cốt của nạn nhân về quê. Hồi tháng 10 thì hai năm 2019, 30, 39 người Việt chủ yếu ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã tử vong trong thùng xe đông lạnh trên đường sang Anh lao động trái phép. Khoảng 50 kg ma túy đã được giấu vào trong các thùng sắt phía ngoài thả đầy lương và cá sống, trên chuyến xe từ Cambodia về chợ đầu mối Bình Điền, Sài Gòn. Tin cho biết vào rạng sáng ngày 20 tháng 12 vừa qua, một chiếc xe tải chở hàng hóa đến cổng của chợ đầu mối Bình Điền, giáp ranh huyện Bình Chánh và quận 8, đã bị các cơ quan hữu trách chặn lại kiểm tra. Bên trong những thùng kim loại chứa đầy nhiều lương lọt bò lỗng ngộm, thưa quý vị, và công an cũng tìm thấy tổng cộng 50 kg ma túy tổng hợp được giấu trong các gói trà, bỏ vào các bao tải nhét sâu xuống dưới đáy thùng lương chiến hàng này được xác định là từ Cambodia về Việt Nam, sau đó đưa về chợ để che mắt cơ quan chức năng. Ba người đàn ông có liên quan đã bị bắt giữ. Vụ án đang được mở rộng điều tra. Kết thúc quý vị vừa rồi là phần tin Việt Nam, Thâm Mai và Lê Thái Xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại, bảo trợ cho đài.